Cửa hàng Micro xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì trong buổi chiều hôm nay, ngày mùng 4 tháng 6 thì bên cửa mình đã bắt đầu lịch về, bắt đầu từ bây giờ này em về lịch về ồ ạt với những dòng bô. Và trong buổi chiều nay em về được tổng cộng gần 50 đô bô các nhá, gần 50 đô. Những dòng bô ba này một CD 2 monitor kìa, ba này một CD 2 monitor. Ba này một CD 2 được chót này, ba này một CD 3. CD 3 trơn các nhá, trơn. Thì trong một thùng vàng vẫn chưa về đây. Em về dòng dòng thùng đen được. Kệ bác. Đây dòng sản xuất ở Mexico các nhá. Đấy. Nguyên chất bãi trở về em quay đây là em quay mộc luôn. Chưa. Đấy. Cái mộc cho bác xem. Gần còn rất là dày. Hàng bao zin bao xịn cho anh em nhá. Cũng như anh em thợ có nhu cầu thì liên hệ, vì thời điểm này em về mấy trăm đôi. Về tổng cộng em về lô này là 200 đôi bao. Cho anh em cũng như các bác. Thì giá cũng rất là cực hợp lý cho tất cả những bác có nhu cầu mua lẻ. Thì đây anh em tiến hành dỡ ra. Những cái con kia nó bằng vì là nó bám nhìn, các bác nhìn vào bụi bẩn hơn vì rất là sao. Vì nó sử dụng là sơn nhám. Con monitor nó sử dụng sơn nhám thì khi bụi nó bám vào nó nhìn trông hình vệt luôn. Thì sau khi bọn em vệ sinh đây. Đấy đẹp không? Vệ sinh đây là thì chỉ lấy mỗi cái dầu bóng thôi các bác ơi. Lấy cái lọ dầu bóng này, xịt bóng vào cái nào đẹp long lanh luôn, 90%, 95% ngay. Đấy. Còn những đôi loa Boss 301 CD2 này, CD2 tuyệt chót này, CD3 thì thùng nó là thùng trơn hơn nên là đỡ bám bụi hơn đấy nhá. Thùng giả gỗ trơn lắm. CD4 này. Như vậy là các đầu ba bên thì mình đủ cả như là CD5, CD4, CD2, CD2 chót, CD3 thì bên thì mình đều có cả. Và nhân tiện trong video này em báo giá luôn, toàn giá tốt cho các bác cũng như anh em tham khảo. Với những cặp loa bow hàng tuyển đẹp về như thế này thì bên thì mình vẫn đang bàn bán cho bác như cái Boss đây là C4 này. Đang nguyên chất bãi về nữa. Nguyên chất bãi trở về chưa vệ sinh, bác nhìn nó đã đẹp như này rồi. Đã đẹp khoảng 85-90% rồi. Thì em chỉ lau đi là nó hết bụi đi là bán sạch sẽ nhá. Gần dày quịch này các nhá. Trong bác này bột C4 này thì gần như hàng rất là hiếm, mỗi lần về như luôn em về tổng cộng là trên 50 đôi này cho anh em này. Bác nhìn cái căng thôi là kết ngay rồi, cái căng sơn nhám các nhá. Keo nhám này. Giá là 7.500.000 đồng bác nhá, một đôi 301 CD4. Giá cực êm cho bác cũng anh em. 301 CD2 được chót này. Được chót này thì em bán mức giá là xem nào. Em nhẩm lại. Giá 8.300.000 đồng anh nhá. Đấy mở một chiếc ra cho bác này, với căng. Thiện Ngân chi bãi trở về mộc. Quay cho anh em luôn. Gân con này thì như em nhìn thấy là cái con này nó có đời nó gân màu xanh hơn, có đời gân nó màu đen bác nhá. Con này gân nó hơi xanh này. Đây căng nó đây. Căng sơn nhám này. Để chốt giá 8.300.000 đồng, giá sập sàn cho anh em. Cũng như anh em thợ có nhu cầu cũng giá cực kỳ tốt nhá. Còn 301 CD 3 trơn này thì bên mình đang bán với mức giá 12.500.000 đồng. Các anh nhá. 12.500.000 đồng. Cặp đôi loa đẹp tuyển chọn này. Vuốt sạch hết cạnh, chỉ bám mỗi bụi bẩn thôi nhá. Bụi bẩn thì em sẽ vệ sinh là hết thôi. Lau dầu bóng là hết ngay. Căng nguyên căng zin nó luôn. Còn đối dòng 301 CD2 monitor giá 6.500.000 đồng sập sàn cho anh em. Tổng đây vừa dỡ bao rồi, hàng nguyên công đi công Mỹ về các nhá, hàng công Mỹ về các bác nhá. Như báo giá cho hôm nay cho anh em thì hôm nay em về tạm là trên 50 đôi này, ngày mai kia em về tiếp tục về. Tổng em về thời điểm này là 200 đôi bác nhá, 200 đôi trong 3 mã này. Nhà 200 đôi là chỉ có 301 C4 này, CD2 chót này, CD3 thôi. 3 mẫu này là 200 đôi rồi. Còn monitor là nó ở cái lô trước đó, em về vào hôm qua là về lốt. Đấy. Thì các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ cũng như gọi điện trực tiếp bên cửa hàng mình, các bác có nhu cầu trả góp thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng em nhé. Và video của chúng mình đến kết thúc. Cảm ơn các bác xem ủng hộ video của mình. Và các bác nhu cầu thì đến cơ sở 1 bên Hiếu Minh 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội nhé. Còn hiện tại em đang ở kho bên Hiếu Minh. Em quay ở đang ở kho, anh em dỡ ra. Lúc này về ngày mai mới được cấp ra cửa hàng. Chiều ngày mai thì ngày mai bắt đầu tiến hành vệ sinh, giặt căng. Nếu thì hàng về nó căng này thì có những căng như này rất là sạch đúng không ạ? Nhưng có căng nó bám bụi bẩn như cái này. Nên mà cho bỏ ra để lấy xà phòng đánh sạch đi cho các bác. Thì sẽ các bác đến tay các bác có thể sử dụng thôi. Và xin được chào tạm biệt tất cả các bác nhé.